Bo mạch chủ B550 từ lúc chưa ra mắt có những phiên bản rò rỉ thôi. Có rất nhiều bạn mong chờ đây sẽ là một phiên bản kế nghiệm của B450 sử dụng PCIe 4.0 này, thiết kế đẹp này, hiệu năng cao này. Tuy nhiên, khi B550 ra mắt thì nó nhận được vô số những ý kiến trái chiều rằng cái bo mạch chủ này nó quá đắt. Vậy thì thực tế tại sao B550 nó lại đắt như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Thì ở đây của mình đang có một CPU Ryzen 9 3900. Tuy nhiên, mình sẽ gạt sang một bên bởi vì mình sẽ nói về mẫu CPU này sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào bo mạch chủ. Bo mạch chủ ở đây là B550 Aorus Pro. Đây là phiên bản bo mạch chủ đến từ Gigabyte sử dụng chipset là B550. Thì đây sẽ là một ví dụ rõ ràng nhất dành cho những cái bạn nào mà đang quan tâm đến các cái bo mạch chủ sử dụng chipset B550. Thứ nhất, mình lựa chọn bo mạch chủ này bởi vì nó đẹp, và cái thứ hai thì nó sẽ đi kèm với CPU Ryzen 9 3900 này và xem hiệu năng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thiết kế của mẫu bo mạch chủ này. Thì nhìn qua cái mẫu bo mạch chủ này về phần thiết kế thôi nhá, nếu những bạn nào ấy mà không nhìn vào cái phần chipset ghi chữ B550 thì chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ nhầm rằng đây là bo mạch chủ X570, bởi vì cái phần thiết kế, cái phần phê điện của nó cực kỳ ngon luôn. Thì ở đằng sau thì bo mạch chủ nó ghi đầy đủ luôn, sẽ sử dụng là 12 phê điện cộng 12 phê điện cấp điện cho CPU và 2 phê điện cấp điện cho iGPU, cũng như là cái phần linh kiện nhỏ nhỏ bên trong phần CPU nữa. Cái này thì nó hơi dài một chút, thế nên mình sẽ gọi là vắn tắt như vậy thôi. Và ngoài ra, cái hệ thống tản nhiệt cho VRM này nó cũng làm cực kỳ ngon nữa. Nó chia làm hai khu vực và có một ống đồng dẫn, trong đó có một khu vực tập trung nhiều VRM nhất thì nó sẽ được gọi là cắt vát hẳn hoi để làm sao tiếp xúc nhiệt và tản nhiệt một cách tối đa, một cách tuyệt vời nhất. Và chắc chắn rồi, nó sẽ hỗ trợ PCIe 4.0 ở khe 16x cũng như là khe SDM2. Về thực tế ra thì những cái gọi là tốc độ của PCIe 4.0 ấy bây giờ nó không thực sự quá hữu dụng. Tuy nhiên, ở trong một vài năm tới luôn thì chắc chắn nó sẽ thành một cái tiêu chuẩn mới mà tất cả mẫu bo mạch chủ này, các đồ họa này hay thậm chí là SSD nó sẽ đều có hết. Và các bạn vẫn có đầy đủ các cổng ăn chơi khác, như mình sẽ đếm tổng cộng là 3 khe X16. Trong đấy thì các bạn có thể chạy được đa giải pháp, đa card đồ họa, nhưng các bạn sẽ phải chấp nhận một điều là băng thông của card đồ họa sẽ bị cắt đi, và các bạn sẽ có công nghệ âm thanh AMP up. Thì đây là công nghệ âm thanh do các bạn nghe nhạc nó kiểu hấp dẫn hơn nữa, và các bạn sẽ có rất nhiều cổng USB Type-A để có thể gọi là sử dụng sao cho nó hợp lý nhất, và một số công nghệ khác tích hợp ở trong BIOS. Thì nếu như các bạn có điều kiện thì có thể vào vọc vạch BIOS, bởi vì nếu mình nói hết ở trong video này chắc nó phải dài chừng khoảng 20 phút nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung lại vấn đề về chipset B550. Thì một số bạn sẽ suy nghĩ rằng B550 là phiên bản nâng cấp của B450, nhưng thực tế ra mình phải nói thật thế này, nó không phải là phiên bản nâng cấp của B450, bởi vì AMD vẫn sản xuất và vẫn bán song song B450 lẫn B550. Vậy thì nó sẽ là cạnh tranh với X570 à? Mình thấy thực tế cũng không phải. Nếu như mà AMD đặt cái mẫu bo mạch chủ này thành X550 thì mình nghĩ nó phải là cạnh tranh với X570. Nó giống như kiểu một cái dở gương đúng không? Nhiều bạn sẽ nghĩ nó không cạnh tranh với dòng B, nó cũng chẳng cạnh tranh dòng X, vậy nó sinh ra để làm gì? Thì theo ý kiến cảm quan cá nhân của mình, nó sinh ra có thể nó sẽ không phải dành cho thế hệ 3000 series mà đang dành cho thế hệ 4000 series ra mắt vào cuối năm nay. Bây giờ nhá, các bạn có thể suy nghĩ từ CPU Ryzen 5 1600 tức là CPU kiến trúc Zen đầu tiên ấy, nó đã sử dụng socket ARM4 rồi, và đến bây giờ nhá, tiến trình nó đã hạ xuống rồi, mà đến bây giờ là mẫu CPU thế hệ tiếp theo là C4000 series nó vẫn sử dụng socket ARM4 đúng không? Cái này một điều rất tốt, các bạn chỉ cần mua mẫu bo mạch chủ và có thể hoạt động gọi là cả đời socket ARM4 luôn. Thế nhưng nó sẽ gặp một cái vấn đề như này, socket số lượng trần nó vẫn giữ nguyên như vậy, thì cái gọi là cái gánh nặng về cái vấn đề điện năng nó đẩy vào cái socket rất lớn. Và vì thế mình nghĩ cái B550 này nó sẽ ra mắt để dành cho các bo mạch chủ, các CPU 4000 series nó sẽ khá nóng đấy. Bởi vì bây giờ thực tế ra các bạn nghĩ xem, các CPU bây giờ như kiểu Ryzen 5 3600 nó rất tốt, thế nhưng mà nó vẫn rất nóng. Thế tiếp theo thì sao? 4000 thì sao? Chẳng may là 4600 nó đã nóng hơn thì sao? Thì nó sẽ cần những cái bo mạch chủ nó kiểu như B550 này để có thể gánh vác được cái hiệu quả đấy. Và ngoài ra nữa thì nếu B450 chẳng nhẽ nó không gánh được, nó vẫn gánh được. Tuy nhiên thì mình nghĩ nó sẽ hơi quá khi so với B450. Chính vì thế mà khi mới ra mắt B550 ấy, AMD đã ghi là chỉ hỗ trợ cho thế hệ cao thôi, còn thế hệ thấp không hỗ trợ. Nhưng vì nhiều người dùng người ta không muốn vậy, thế nên AMD phải hỗ trợ. Và vì thế một số bạn mới nhầm lẫn rằng B550 sinh ra là để thay thế được B450 và giá nó quá đắt. Các bạn có thể bắt gặp được tất cả phiên bản B550 từ rẻ cho đắt, giá rất rẻ có 2 triệu có, và đắt lên thậm chí là 7-8 triệu cũng có luôn. Và nó hoàn toàn có thể đi được với CPU là Ryzen 9 3950X. Ở đây thì mình đang có CPU Ryzen 9 3900, thông số rất ngon luôn, 12 nhân 24 luồng xử lý, xung nhịp cơ bản là 3.8GHz và xung nhịp út tối đa có thể đạt được là 4.6GHz. Đây là mẫu CPU có thể nói là cực kỳ ngon đấy, bạn nào mua về và làm công việc là thuần render.
Tuy nhiên khi mình gắn lên mẫu board chủ B550 Aorus Pro này thì nó mới gặp vấn đề, đó chính là không thể bung hết điện năng của mẫu CPU này được. Mình đồng ý một điều là một số CPU của AMD nó khóa điện lại, thì cụ thể mẫu CPU mình đang có ở đây nó sẽ bị khóa lại ở 142W. Các bạn vẫn có thể mở được ra nhé. Đây là kiểu các bạn không OC thì nó sẽ bị khóa lại 142W, thì cái mẫu board chủ này nó sẽ cấp được quanh quanh khoảng 90W. Theo như mình thấy thì cái mức điện năng này ấy, có thể là một phần nằm nữa trong BIOS nó chưa tối ưu. Thế nên nếu như bạn nào mà mua B550 Aorus Pro thì mình khuyên nên lắp ở cái CPU Ryzen 7 khoảng 3800X đổ lại thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà lên đến tận CPU Ryzen 9 rồi, thứ nhất các bạn có thể mua CPU các board chủ dòng X hoặc chuyển sang dòng B550 nó cao cấp hơn một chút. Thì bây giờ mình sẽ sâu qua một số cái phần trải nghiệm hiệu năng, test qua một chút thôi thì để cho các bạn thấy được thì mẫu board chủ này sẽ làm được những gì nhá. Thật ra thì vừa rồi chỉ là một số cái phần trải nghiệm nhanh của mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ có một số những cái nhận định như này. Như mình đã nói ở trong xuyên suốt toàn bộ video rồi thì B450 nó sẽ là một phân khúc khác so với B550. B450 nó vẫn được sản xuất gọi là liên tục. Nếu như các bạn thích thì hoàn toàn có thể lựa chọn những phiên bản B450 cho nó kinh tế. Còn đối với những bạn nào mà đang mong chờ các CPU thế hệ 4 của AMD, CPU Ryzen 4000 series, thì mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể mua được mẫu board chủ B550 này, hoặc mua sẵn board chủ X570 để có thể chờ đợi hơn luôn. Mình thực sự ấy, AMD đã cố gắng quá nhiều để giữ lại socket ARM4 rồi. Thế nên nếu thế hệ tiếp theo ấy nó cần sử dụng những board chủ mà đã thực sự xịn sò và đẳng cấp như này thì mình nghĩ cái số tiền các bạn bỏ ra nó không hề đắt đâu. Đây là do AMD đã support người dùng quá tốt rồi. Đây theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Bởi vì thực sự mình không thể phủ nhận được vấn đề này này. Có thể là CPU AMD nó không phù hợp với một số các yêu cầu gọi là cái tác vụ. Tuy nhiên khi các bạn mua CPU của AMD, các bạn sẽ nhận được những gì? Một mẫu CPU có hiệu năng, trí năng thành rất tốt này, spec rất cao này, làm việc render thì cực kỳ ngon này. Có thể là chạy ảo hóa hay là chạy thả lập nó chưa được ngon bằng đối thủ, tuy nhiên thì nó vẫn có thể hoạt động một cách hoàn toàn ổn. Cá nhân mình là một người sử dụng các mẫu CPU Ryzen cũng khá nhiều rồi, thế nên đây là ý kiến của mình thôi. Và ý kiến của các bạn như thế nào? Có đồng tình với ý kiến của mình hay không? Thì hãy để lại ở dưới mục bình luận video. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.